Hey, cho các bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Đông á. Hiện nay tiến hành thu hoạch xà lách nha. Mình quay clip cho các bạn coi nha. Xanh này quá tốt rồi. Đẹp quá, bắt đầu để bớt ra các bạn. Không nhốt luôn rồi. Quá trời rau à. Chẳng không. Đây một gỗ xà lách luôn. Sao mà thu hoạch được nguyên một tao gỗ xà lách này, trộn ha. Xà lách trộn súp Mazune cái chai Mazune đây, mình này có giấm Mazune với tương ớt ha, trộn lên rồi bỏ vô thao luôn. Đây món thành phẩm chua chua ngọt ngọt béo béo mà cái nhà dùng nha.